Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với Hack Channel. Trong clip lần trước thì mình đã so sánh S9 và iPhone X. Và ngay bây giờ đây trên tay mình đã có S9 Plus phiên bản màu lilac purple. Do đó thì bây giờ mình sẽ thực hiện ngay một clip so sánh S9 Plus và người anh em của nó là Note 8 và iPhone X. Và đây là màu mới được Samsung giới thiệu trên S9 cũng như S9 Plus. Đó là màu lilac purple, hay là chúng ta thường gọi thân thuộc là màu mắm tôm. Nhưng mà trước khi đi so sánh giữa S9 Plus với lại Note 8 hay là iPhone X thì mình xin được so sánh sơ qua về S9 và S9 Plus. Về cơ bản thì S9 Plus có màn hình 6.2 inch lớn hơn rất nhiều, trong khi S9 thì chỉ có màn hình là 5.8 inch thôi. Theo mình thì S9 sẽ phù hợp với những bạn có tay nhỏ giống như mình, còn S9 Plus thì sẽ dành cho những bạn tay to hơn hoặc là thích trải nghiệm màn hình lớn hơn. Và camera kép là điểm khác biệt tiếp theo của S9 Plus trong so sánh với S9. Mình sẽ vào chi tiết của phần camera trong phần so sánh với Note 8 sau. Ngoài ra thì cấu hình của S9 Plus cũng có phần khác với S9 khi mà trang bị 6GB và viên pin 3000mAh thay vì là 4GB và viên pin là 3000mAh trên S9. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vào so sánh S9 Plus với Note 8 và iPhone X. Trước hết là về mặt thiết kế. Nhìn chung thiết kế và cầm nắm thì S9 Plus nhỏ hơn và nhẹ hơn so với Note 8. Các cạnh và tổng thể trên Note 8 vuông vức hơn là S9 Plus. Dù S9 được bao cong màn hình và khuôn viền được phát mỏng, nhưng mà máy vẫn cho cảm giác cầm không bị cấn tay như là trên S8 Plus trước đây. Điểm khác biệt lớn nhất có thể thấy ở mặt sau, đó là camera trên S9 Plus được đặt dọc, còn Note 8 lại là đặt ngang. Một điểm đáng khen của năm nay đó là Samsung đã lắng nghe người dùng và đưa cảm biến vân tay xuống dưới camera. Việc đặt vị trí camera kép, cảm biến và vân tay hợp lý hơn, giúp cho tổng thể mặt sau của S9 Plus cân đối hơn so với Note 8. Còn về thiết kế của S9 Plus với iPhone X thì máy S9 Plus lớn hơn do iPhone chỉ có màn hình 5.8 inch. Nhìn chung thì thiết kế của iPhone X tỏ ra mạnh mẽ hơn với một khung thép không rỉ. Ngược lại thì Galaxy S9 trông đẹp và long lanh hơn, nhưng mà lại mong manh hơn đối thủ của mình. Về phần màn hình thì như mình đã nói, thiết kế do S9 Plus nhỏ hơn Note 8, vì vậy nên là màn hình của S9 Plus cũng nhỏ hơn Note 8. Cụ thể là S9 Plus có màn hình là 6.2 inch, trong khi đó Note 8 là 6.3 inch. Chênh lệch này thì không quá lớn, cho nên là nếu bạn không soi kỹ thì sẽ khó mà biết được. Tuy vậy thì cả hai màn hình trên S9 Plus và Note 8 đều có tỷ lệ là 18.59, độ phân giải 2K Super AMOLED và kính cường lực Gorilla Glass 5. Còn về iPhone X thì máy có kích thước màn hình là 5.8 inch, tỷ lệ là 19.59 với độ phân giải là Super Retina, cũng sử dụng công nghệ màn hình OLED luôn. Và màn hình của iPhone X cũng do Samsung sản xuất nên chất lượng khá giống nhau, cả về góc nhìn cũng như là cách hiển thị màu sắc. Chúng ta đi đến phần so sánh camera là một trong những điểm mà người tiêu dùng rất là quan tâm khi mà mua một chiếc điện thoại. Thì đây là điểm có thể nói là khác biệt bên trong nhiều nhất giữa hai máy. Nhìn chung camera kép trên Galaxy S9 Plus giống với trên Note 8. Tuy nhiên, bên trong nó đã được nâng cấp rất là nhiều tính năng. Ngoài tính năng Live Focus gây ấn tượng của Note 8 ra mắt năm ngoái, thì camera kép trên S9 Plus còn có một camera có thể thay đổi khẩu độ f1.5 sang f2.4. Việc thay đổi khẩu độ sẽ được tự động hoặc thủ công. Đối với những môi trường thiếu ánh sáng thì máy sẽ tự động chuyển sang khẩu độ f1.5 để thu nhận ánh sáng nhiều hơn. Và ngược lại thì trong điều kiện ánh sáng mạnh sẽ khép khẩu còn lại f2.4. Với khẩu độ nhỏ f1.5 thì S9 Plus sẽ cho khả năng thu sáng tốt hơn khoảng 28% so với Note 8 chỉ có khẩu là f1.7. Ngoài ra thì máy còn được nâng cấp khả năng quay phim slow motion 960 khung hình trên giây và 4K 60 khung hình trên giây. Để có được khả năng quay phim ấn tượng này, đó là do máy được trang bị con chip Exynos 9810 hoặc là Snapdragon 845, là những con chip mạnh nhất hiện nay trên thị trường. Tiếp theo là camera selfie. Cả hai máy đều có độ phân giải là 8MP. Tuy nhiên khẩu độ trên S9 Plus lớn hơn khi mà nó có khẩu độ là f1.6 so với là f1.7 trên Note 8. Và không thể bỏ qua một tính năng mới được ra mắt trên S9 Plus, đó là AI Emoji. Tính năng này cho phép quét khuôn mặt tạo ra emoji của riêng mình và di chuyển giống như tính năng Animoji trên iPhone X. Trong khi đó, iPhone X nổi bật với camera kép 2 cảm biến 12MP, có khả năng chụp ảnh chân dung xóa phông tuyệt đẹp. Và ngoài ra thì iPhone X cũng có thể quay siêu chậm slow motion, tuy nhiên thì chỉ có 240fps với độ phân giải Full HD, còn Galaxy S9 thì xuất sắc hơn với tốc độ siêu chậm là 960fps với độ phân giải là HD 720p. Phần cuối cùng mà mình muốn so sánh đó chính là hiệu năng.
năng. Tất nhiên do được ra sau nên S9 Plus sẽ được trang bị cấu hình tốt hơn Note 8, đó là con chip Exynos 9810 hoặc là con chip Snapdragon 845 so với Exynos 8895 và Snapdragon 835 trên Note 8. Cả hai máy thì đều được trang bị dung lượng là RAM 6GB và bộ nhớ trong là 64GB. S9 Plus cũng được trang bị hệ điều hành lớn hơn, đó là Android 8.0, trong khi Note 8 vẫn là Android 7.1. Còn về iPhone X thì máy được trang bị con chip A11 Bionic cùng với 3GB RAM. Tuy nhiên thì mình sẽ có bài so sánh chi tiết hiệu năng giữa hai con này trong bài đánh giá tiếp theo nhé. Về viên pin thì trên S9 Plus có dung lượng là 3500mAh, trong khi Note 8 chỉ có dung lượng là 3300mAh và iPhone X có dung lượng pin là 2716mAh cho thời gian sử dụng khá là ấn tượng. Còn về phần S9 Plus thì mình sẽ có đánh giá pin sau khi nhận máy chính hãng. Một điểm khác mà mình cũng rất là thích trên bộ đôi S9 đó là âm thanh được nâng cấp hơn khi mà được trang bị công nghệ Dolby Atmos cho bạn trải nghiệm âm thanh như là trong rạp chiếu phim. Tổng kết lại thì có những điểm khác biệt lớn nhất khi đặt S9 Plus lên bàn cân so sánh với Note 8 và iPhone X như sau. Đó là S9 Plus có hiệu năng mạnh hơn, camera được trang bị nhiều tính năng và công nghệ hơn như quay slow motion 960 khung hình trên giây, khẩu độ kép. Và liệu bạn có dám từ bỏ chiếc bút S Pen thần thánh trên Note 8 hay là một chiếc máy có cấu hình cũng như là camera không hề thua kém với thiết kế tay thỏ đặc biệt trên iPhone X để đổi lấy một cái chiếc S9 Plus với cấu hình mạnh hơn và camera được trang bị nhiều tính năng hơn? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của tụi mình nhé. Bye bye.